Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Việt Tiên Banh đã tổ chức lễ khai mạc vòng trung khảo cuộc thi Sáng tạo trẻ Việt Tiên Banh lần thứ hai. Đây là sân chơi trí tuệ dành cho đoàn viên thuộc tất cả các tri đoàn trong hệ thống Việt Tiên Banh với nhiều ý tưởng mang tính sáng tạo đột phá. Tham dự lễ khai mạc có ông Vũ Đức Tú, Bí thư đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, bà Trần Thị Ngọc Quỳnh, trưởng ban phong trào thanh niên đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Về phía Việt Tiên Banh có bà Trần Thị Minh Đức, giám đốc khối vận hành, hàm phó tổng giám đốc. Bà Đoàn Thị Kiều Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Việt Tiên Bình cùng các ông bà lãnh đạo các phòng ban trụ sở chính. Theo đó nhằm thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm Việt Tiên Bình xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Việt Tiên Bình đã phát động cuộc thi sáng tạo trẻ lần thứ hai năm 2018 với chủ đề Tuổi trẻ Việt Tiên Bình thi đua chào mừng 30 năm thành lập Việt Tiên Bình. Trải qua hơn 10 tháng tổ chức cuộc thi từ cấp cơ sở đến vòng sơ khảo, cuộc thi cấp Việt Tiên Bình ban tổ chức đã tìm ra 20 đề tài tham dự vòng trung khảo đại diện cho sự sáng tạo, niềm đam mê công hiến của tuổi trẻ Việt Tin Banh. Sau lễ khai mạc, các nhóm tác giả đã bước vào phần thuyết trình bảo vệ các sáng kiến ý tưởng của mình trước ban giám khảo. Nhiều phần thuyết trình ý tưởng có chất lượng đã gây ấn tượng đối với ban giám khảo cuộc thi. Cuộc thi sáng tạo trẻ lần thứ hai không chỉ tạo ra sân chơi trí tuệ hấp dẫn giữa các cá nhân tập thể mà còn tạo hiệu ứng học tập sôi nổi, phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết của các cán bộ nhờ đó các đoàn viên thanh niên được thể hiện bản lĩnh, trình độ, tinh thần trách nhiệm với đơn vị nói riêng và cả hệ thống nói chung. Việt Bành, nâng giá trị cuộc sống